Những ai đang bị trào ngược dạ dày, nếu muốn chữa khỏi nhất định không được bỏ qua video này nhé. Phương pháp này cần 50g cây mùi tàu hay còn gọi là ngò gai. Mùi tàu bạn rửa sạch rồi cắt riêng phần thân và phần rễ bỏ riêng ra. Phần lá đem cắt nhỏ rồi xay nát với 200ml nước lọc. Xay xong thì bạn dùng dây lọc lấy nước để uống, giúp hỗ trợ việc chữa đầy hơi và kích thích bài tiết thận rất tốt. Công thức tiếp theo, bạn cần cho toàn bộ phần gốc và phần lá vào nồi cùng với một nhánh gừng nhỏ. Gừng sẽ giúp xoa dịu các phản ứng của dạ dày. Cho toàn bộ gừng vào nồi cùng với 1 lít nước và đun sôi trong vòng 15 phút. Bên cạnh những công dụng về điều trị dạ dày, mùi tàu còn giúp giảm mụn và giảm rối loạn về tiêu hóa. Sau khi đun sôi 15 phút, lọc lấy nước để uống dần. Cách dùng, mỗi ngày bạn chỉ cần uống một cốc khoảng 200ml nước ngay khi vừa thức dậy. Uống liên tục trong vòng 7 ngày để đạt được hiệu quả cao, anh chị nhé.